đấy thì sao? Một tràng vỗ tay nồng nhiệt của Huy đi ạ. Rất chi là tuyệt vời đúng không quý vị? Và bây giờ thì chắc chắn rồi, với những tình yêu mà chú rể Mạnh Hùng trao tặng cho cô dâu Thùy Linh, xin mời anh có thể lấy một chiếc bánh kem ngọt ngào để cùng mà trao tặng cho người vợ yêu quý của mình được không ạ? Một tràng vỗ tay nồng nhiệt của quý vị đi, xin mời. Và bây giờ xin mời các bạn có thể đã cùng theo dõi nghi thức trao nhẫn cưới mà cô dâu và chú rể đã cùng nhau thực hiện trong ngày hôm nay, một nghi thức thiêng liêng và nó thể hiện cho quyền lực tối cao của tình yêu mà đôi bạn trẻ của chúng ta đang được hưởng, đang được nhận trong ngày hôm nay. Tiếp theo ngay sau đây, xin mời quý vị và các bạn cùng đến với những giọt rượu của niềm vui hạnh phúc viên mãn. Cô dâu và chú rể sẽ cùng nhau tạo dựng tháp rượu tình yêu hạnh phúc trong ngày hôm nay.